Dạ. Vậy là đài Vĩnh Long thành lập bao nhiêu năm, là chị bán bao nhiêu năm rồi? Hồi chưa có gia đình, năm nay con chị 21 tuổi rồi. Thơm cái bánh lọc à. Nó thơm lá dứa lắm luôn á. Đó nha. Đây. Mọi người đến mua rất là đông. Đi trễ là không gặp á. Đi trễ là không có gặp nha. Ba cái đồ ăn chơi mình bắn mắt của người ta cũng đâu ăn. Đúng không? Giờ ta làm cũng khó kiếm tiền. Cái đồ ăn chơi hả chị? Mến chào buổi sáng tất cả các cô chú anh chị khán giả nha. Thì hiện tại thì mình đang ở đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long nha. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị một cái món ăn rất là ngon ở Vĩnh Long, được cô Liên bán cũng rất là lâu đời rồi, hơn 20 năm rồi đó cô chú anh chị. Thì cô chia sẻ là từ khi mà đài truyền hình Vĩnh Long thành lập là cô đã bán rồi. Từ lúc mà cô chưa có gia đình đó là cô đã bán rồi. Đến năm nay là con của cô đã 21 tuổi rồi đó cô chú anh chị. Thì mỗi ngày là cô đều gánh cái hàng gánh này đi bán nè. Thì cũng rất là lâu rồi thì mới thấy lại những cái hình ảnh mà các cô, các chú á, thì gánh cái gánh hàng rong này đi bán á, thì rất là thương, bán cực lắm mọi người ơi. Mà mỗi ngày thì cô bán rất là nhiều nè, tàu hũ bánh lọt, chè thưng, rồi sữa đậu nành, rất là nhiều món luôn. Thì bây giờ mời tất cả các cô, chú, anh chị cùng nhau trò chuyện cũng như là thưởng thức những cái món ăn của cô Liên bán nha. Quá trời luôn nè. Chị bán lâu năm lắm rồi á. Dạ. Bán mấy năm rồi đó. Dạ. Chị bán năm luôn hả? Dạ. Mấy năm rồi hả chị? Dạ. Đúng rồi, xưa là em đi làm ở Quỳnh Computer nè, là em gặp chị hoài. Là lâu rồi chị nghỉ rồi hả? Lâu rồi em nghỉ rồi. Dạ. Mỗi ngày em thấy chị gánh cái hàng gánh này, nhưng mà nhà chị ở đâu? Chị bên trường học Trần Phú á. Trường học Trần Phú hả? Có con đường đi vô đó. Dạ. Rồi sao em thấy bên đó cũng trường học nhiều mà sao chị không bán mà chị bán ở đây? Dạ. Bên đây là bán được hồi nào giờ, bán lúc đài Vĩnh Long mới thành lập đó vậy. Dạ. Vậy là đài Vĩnh Long thành lập bao nhiêu năm, là chị bán bao nhiêu năm rồi? Hồi chưa có gia đình, năm nay con chị 21 tuổi rồi. Dạ. Rồi bây giờ chị giới thiệu chị bán món gì để mà mọi người có thể ủng hộ chị nè. Tàu hũ, chè đậu đen, chè thưng, sữa đậu nành, xôi giò, xôi lá cẩm. Đó, cái này là bánh lọt. Bánh lọt. Dạ. Rồi cái này là bánh cam. Bánh cam. Chè thưng. Chè thưng là sao chị? Khoai, khổ tai, với táo. Là kêu là chè thưng. Dạ, sao sao mày chữ thưng ngộ quá ha. Ừ, người ta kêu chè thưng, chè dạ. Dạ, rồi xôi. Rồi chè đậu trắng. Dạ, rồi chị đựng gì trong đó nữa chị? Tàu hủ nè. Ôi, nóng hổi luôn nè cô chú anh chị. Bây giờ chị cho em hai phần này đi. Dạ. Ăn liền đây đi. Ăn đây đi. Ăn liền đi cho nóng. Nóng dạ. Ôi ôi, này chị làm tại nhà luôn hả chị? Đó, mọi người xem ha, quá trời ngon luôn. À. Này là nước đường hả chị? Nước đường em. Dạ. Ôi ôi, quá đã luôn. Thơm quá trời luôn. Lọc thơm lá dứa quá trời luôn á. Này là lá dứa tự nhiên luôn á. Thưởng thức một phần thử của cô làm. Cô tên gì hả cô? Cô Liên. Tại thấy còn trẻ quá kêu bằng chị. Dạ. Nghe con 21 tuổi à, thôi kêu bằng cô. Dạ cô Liên. Đó mình thử à, thử. Mấy rồi. Vậy vậy. Cô đó mua gì vậy? Không không không. Nè nè. Cầm chạy cái dạ. Bán mà. Đó, mọi người xem. Dám mua. Tại bác. Trời ơi nè, nhìn hấp dẫn lắm nha. Đó. Đây thấy sao ăn đậu bánh lọt hay sao? Ngon ghê á. Thơm. Bánh lọt nó thơm lá dứa lắm luôn. Còn tàu hũ thì mịn. Ăn cái này là mát à. Ừ. Rồi buổi sáng mà trời lạnh lạnh ha, mình làm một tô này là hết sảy luôn à. Ồ quá là ngon nè, mọi người xem khách quá trời luôn. Nè, mọi người xem khách tới mua rất là đông nè.
Đây là cô bán ngay xế đài truyền hình Vĩnh Long, ngay chỗ gần chỗ nhà thờ phường Thượng Tư, Hoàng Thế Bường đó cô chú anh chị. Đó, nha. Đây. Mọi người đến mua rất là đông, thì nên là cô bán tàu hủ bánh lọt là đông nhất nha, là ngon nhất. Đi trễ là không gặp. Đi trễ là không có gặp nha. Này mỗi ngày là cô quẩy cái quánh, cái gánh hàng gồng, hàng gánh này nè, là hai cái gánh này cô đi. Rất là lâu rồi thì mình không có thấy những cô, những chú mà gánh cái gánh này để mà đi bán. À. Hay sao? Hết trơn luôn. Ngon luôn, hết trơn luôn rồi. Giật mình ha. Ăn này ngon thiệt. Ừ. Buổi sáng mà trời ấm ấm rồi mình ăn ở đây là rất là ngon. À, đặc biệt là cô nấu tại nhà hết nha. Đây đây chỗ này dở ra một cái nhìn hấp dẫn ghê. Đó. Cô để nè. Cô còn bỏ mối nữa. Hết luôn. Hết luôn à. Giờ bây giờ đoán thử một phần này là cô bán bao nhiêu tiền? Đoán thử à, đoán thử à. 10.000. 5.000. 5.000. Có 5.000. Ở đây chỉ bán bình nhân với 5.000. Bởi vì bán nhờ quen á. Dạ. Bán được. Dạ. Đó, một phần tàu hủ bánh lọt như vậy là 5.000 thôi nha cô chú anh chị. Cái nồi cũng 5.000. Đậu đen cũng vậy nữa, đậu đen thôi. Đồng giá 5.000 hết luôn. Ôi. Cái này là cô cũng làm nhà luôn hả cô? Đó. Rồi rồi thơm lá dứa. Cái người ta bán xin sao lụ đó là người ta lấy 15 kg đó. Dạ. Người 5 kg á. Trời ơi lớp nào cô bỏ mối. Rồi lớp nào cô đi bán gì nữa. Mà bình thường con thấy là mỗi sáng là hình như là cô 5 giờ là cô tới đây rồi không phải không cô? 5 giờ là lại đây rồi. Dạ, rồi là cô bán mấy giờ cô về? 8 giờ mấy. 8 giờ mấy. Vậy là mình trời nắng lên là bắt đầu cái mình đi bộ dài dài về mình bán. Dài, rồi chiều rồi cô có bán ở đâu nữa không? Không, bán một buổi sáng là chiều về cơm nước cho bà già chồng, bán à, chỗ. À. Ăn gì chú? Dạ. Đó, không người xem. Cách mối. Ờ, tại chị bán đây nói không à. Dạ, em cứ đi xong. Ờ, cô bán rất là đắt nha. Trời ơi, đây là sữa đậu nành. Trời ơi. Chắc luôn á. Dạ, cái này nguyên chất luôn. À, nước dừa, nước dừa, nước cốt dừa. Không có bỏ bột gì hết, để tới trưa cũng không có hư nữa. Đó, quá trời. Sữa đậu nành nha. Nóng hổi luôn nha cô chú anh chị. Hỏi luôn à, cô chị để tới trưa là cũng không hư luôn. Đúng rồi, tại vì mình đâu có bỏ bột. Dạ. Như tàu hủ Hà Nội nó nóng nó bỏ bột. Dạ. Mình thấy cái bịch sữa nó khác như cái bịch sữa của. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Tôi uống vô cái mùi nó cũng khác nữa. Dạ. Nó làm như cái mùi béo vậy. Mua mua mua. Mua một bịch đậu nành nữa gì. Mua đem về uống. Ơi ơi. Mua món biết chỗ rồi ra đây. Dạ. Đi sớm mới gặp. Đúng rồi, đi sớm mới gặp. Tới 7 bữa chị đây rồi. Dạ dạ. À. Chè thân nè cô chú anh chị ơi. À, ai mà chưa biết chè thân là như thế nào thì. Dạ. À. Chè thân, đó giờ mới biết chè thân nè. Mà bữa nay ăn đậu hũ bánh lọt rồi để mai ăn chè thân. Mốt ăn đậu đen, rồi bữa kia ăn xôi. Dạ. Như ai có đặt chè đám mà chè xô nước. Dạ. Rồi, bây giờ nếu mà ai đặt chè đặt chè làm đám thì làm này kia đó. Đúng rồi, mình làm mình liên hệ với chị cô Liên số điện thoại nào ta? 0799. Dạ. 637424. Dạ. Đó thì mọi người có thể là đến trực tiếp ngay xéo là ngay số 43 nè, đường Phạm Thái Bường nha. Để mà gặp cô Liên ngay chỗ xéo đài truyền hình Vĩnh Long. Là sáng từ 5 giờ đến 8 giờ rưỡi. 8 giờ rưỡi là dạ. Hết rồi. Quẩy mấy cái này là con thấy là cô quẩy lâu lắm rồi. Đúng rồi,
lúc mà còn nhỏ xíu cô đi học là con gặp cô rồi. Thì hồi lúc chị chưa có gia đình, hồi năm nay em gái 21 tuổi rồi. Dạ. Rồi ở nhà là bà cụ mình bị bệnh má gì cô? Bị tắc nghẽn mạch máu phổi rồi. Dạ. Bị viêm gan B ô tùm lum chân ơi nằm. Dạ. Chỗ. Dạ. Rồi đi bán về với cơm nước cho bả đồ này kia rồi mình trà bánh lọt nữa, đặng trưa 12 giờ mình đi bỏ mối á. À. Rồi bởi vậy đâu có ở không đâu. Rồi. Dạ. Về cái phải cơ mà rửa đồ rửa đạc tùm lum chân á, vậy chứ hoàn hoàn chứ tới chiều. Mỗi ngày như vậy là mình bán khoảng thu nhập khoảng bao nhiêu tiền chị? Ngày nếu mà lời hết chứ chừng trăm mấy rồi Cưng ơi. À. Tại vì mình bán có 5.000 chứ đâu được 6-7.000 đâu. Dạ. Hồi xưa lúc mà đầu tiên khai thiên lập địa ra đó là mình đi bán là mình bán một phần bao nhiêu tiền chị? Lúc đó có 2.000. 2.000. 1.000, 2.000 đó. Dạ. Đó. Cái từ từ mình lên. Cái được. Từ từ lên được 3.000, 4.000, 5.000 chứ. Dạ. Rồi 5.000 hoài luôn đó chứ không có lên nữa. Sao giật giá cái gì cũng lên chân mà sao mình sao không lên ở đây mà lên cái mình bán không được. Dạ. Bán chậm kiểu như thay vì mình lên 6.000 đây là cũng thấy bán chậm rồi đó. Dạ. Tại vì kiểu như là người ta ở đây cũng ăn bình dân đó, bởi vậy thành thử là mình bán 5.000 dễ bán. Dạ. Chứ ngoài chợ là nó đâu có giá 5.000, 6.000, 10.000 không à. Dạ. Nhỏ bạn chị nó bán khoảng 10.000 bịch đậu đen này nè. Dạ. Bởi vì nó lợi nhiều không chị. Thôi kệ đi chị ơi, mình bán khách quen khách mối. Dạ. Nhưng mà biết sao mình lợi ít mà mình về sớm nó khỏe. Dạ đúng rồi. Mà mình bán 9 giờ 10 giờ 11 giờ nó nắng lắm chị. Nắng ơi. Nắng. Dạ. Về công chuyện mình mà không sợ em ơi. Dạ đúng rồi. À mình lợi ít một chút vậy đó kệ. Chứ biết sao mà ba cái đồ ăn chơi mình bán mắc quá người ta cũng đâu ăn. À, đúng không? Giờ ta làm cũng khó kiếm tiền. Cái đồ ăn chơi hả chị? Như mình cũng vậy thôi, mình làm ra tiền mình cũng đâu ăn. Dạ đúng rồi. Thì á, mọi người xem. Dạ. Nước dừa để riêng hả chung kênh? Dạ chung luôn. À. Nhìn hấp dẫn lắm luôn nha. Thơm phức à, cô mở cái nồi ra là thơm phức à. Bánh lọt mà là gạo của mình ngâm nha, chứ không phải là bưng bưng chén lên chị. Ồ, bốc khói luôn ha. Nước đường. Để than dưới á, đường có gừng nữa, gừng nó dưới á. Cái bánh cái này là nước cốt dừa. Họ cô cọc nhanh tay là đã ghê không. 5.000 không tin được luôn nè, cô bán 5.000 mấy chục năm nay rồi mà. Dạ. Cái gì kỳ chị cũng có được lên chuyến xe nhân ái đó. Dạ. Hôm nay truyền hình Vĩnh Long mà nè. Quá trời. Ăn đi. Dạ dạ. Trời ơi. Dạ đi chụp hình. Dạ. Ôi ôi nóng hổi đâm vứt luôn. Ngon ghê. Nó ngọt ngọt. Có cái gừng. Dạ. Dạ. Sau này mấy đứa nhỏ nó lớn lên nó đâu có kịp thử như mình đâu. Nó học rồi nó ra nó làm. Nó đâu có kịp bán như thế này. Với lại là sau này coi chừng là không có cái món này. Là mới thất truyền cái món này luôn. Đúng rồi. Chừng nha. Con Liên có hờ dạy nghề không? Con qua con học. Mà ngon thiệt. Tôm lá dứa. Cốt dừa còn béo béo ha. Quá đã. Ôi, hết sảy luôn nha. Ồ. Hầm lá dứa thiệt luôn.
đâu có cần ở trong nhà hàng sang trọng đâu. Cô cũng không có quán luôn. À, cô chỉ cần hai cái gánh này đi gánh hàng mỗi ngày. Nhưng mà khách của cô là 20 mấy năm nay rồi, rất là đông khách luôn. Thật sự mà nói thì ăn rất là ngon nha. Nếu mà cô chú anh chị mà muốn ăn toàn hủ bánh lọt nè, chè thưng nè, sữa đậu nành nè, thì đến cô Liên hay chỗ xéo xéo đài truyền hình Vĩnh Long ha, để mà ủng hộ cho cô ha. Tranh thủ nha, để tới 7:30 là cô bán hết. Có ai đặt chè xôi đồ đám tiệc á là liên hệ với cô Liên. Hết sảy hả? Ôi ôi, ăn cái là ấm bụng luôn. Rồi mọi người ha, rồi ngay chỗ đường Phạm Thái Bường là đi là gặp cô Liên, và buổi sáng là gặp cô nha. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị khán giả rất là nhiều ha, đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye cô.